Lượt trận thuộc FIFA Day sắp tới trong tháng 11 là vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong khuôn khổ FIFA Day vẫn tuân theo tiêu chuẩn FIFA và tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Cầu thủ nhận thẻ đỏ trong những trận thuộc FIFA Day sẽ phải nộp án phạt trong các trận giải chính thức diễn ra trong những ngày FIFA Day tiếp theo. Trung vệ Việt Anh đã nhận thẻ đỏ sau một tình huống tranh cãi trong trận gặp Hàn Quốc. Dù cựu trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền khẳng định sự oan uất, thẻ đỏ vẫn có thể khiến Việt Anh bị treo giò trong trận đấu với Philippines tại vòng loại World Cup vào ngày 16 tháng 11. Đây có thể ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong những trận quan trọng tiếp theo và cơ hội giành vé dự World Cup 2026.